Tổng thống Biden cho biết Hoa Kỳ NATO không dính líu tới cuộc nổi dậy của nhóm Wagner ở Nga. Tổng thống Joe Biden vào ngày 26 tháng 6 tuyên bố rằng Hoa Kỳ và NATO không dính líu tới cuộc nổi dậy chống vánh của nhóm đánh thuê Wagner ở Nga, gọi cuộc nổi dậy và những thách thức đặt ra cho quyền lực của Tổng thống Vladimir Putin là một cuộc đấu tranh trong hệ thống Nga. Ông Biden và các đồng minh của Hoa Kỳ, bao gồm các quốc gia khác đoàn kết ủng hộ Ukraine trong phản ứng trước cuộc xâm lược của Nga, đã thể hiện rõ ràng quyết tâm được coi là đứng ngoài các rắc rối của ông Putin, lo ngại rằng ông Putin có thể dùng các cáo buộc phương Tây tham gia vào cuộc nổi dậy để tập hợp người Nga bảo vệ mình. Trong suốt những ngày cuối tuần hỗn loạn ở Nga, các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã liên lạc với những người đồng cấp ở Moscow để nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ coi vấn đề này là công việc nội bộ của Nga và Hoa Kỳ chỉ là người ngoài cuộc. EU đã đồng ý tặng 3.5 tỷ euro để viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước Liên minh Âu Châu vào thứ Hai đã đồng ý tăng tối đa mức quỹ được sử dụng để tài trợ quân sự cho Ukraine thêm là 3.5 tỷ euro. Nhà ngoại giao hàng đầu của khối Joseph Borrell đã yêu cầu các chính phủ nâng trợ giúp tài chính khoảng 4.6 tỷ euro cho viện trợ quân sự cho Ukraine. Ukraine cho biết vào thứ Hai ngày 26 tháng 6, lực lượng của họ đã giành lại được quyền điều khiển làng Rinopil ở phía đông nam khi họ tiếp tục tấn công chống lại lực lượng Nga sau khi phát động một đợt phản công. Phó Bộ trưởng Quốc phòng Hanna Malia đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng quốc phòng Ukraine đã đưa Rinopil trở lại dưới sự kiểm soát của quốc gia. Miến Điện đã đốt số ma túy bất hợp pháp trị giá 1.80 triệu Mỹ Kim. Miến Điện đã đốt 179.5 triệu Mỹ Kim của các loại ma túy bị tịch thu và tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Ma túy Thế giới tại Yangon vào thứ Hai ngày 26 tháng 6. Theo MRTV, các loại ma túy bị tiêu hủy được tịch thu trên khắp đất nước tới tháng 5 năm nay nhưng không cung cấp dữ liệu cụ thể về danh sách ma túy hoặc các địa điểm bị tịch thu. Báo cáo mới nhất của Liên Hiệp Quốc UN cho biết sản xuất cần sa tại Miến Điện tăng 33% trong năm ngoái, sau 6 năm liên tiếp giảm ở quốc gia đang chịu đựng nhiều đau khổ này. CNN đã có được băng ghi âm cuộc nói chuyện năm 2021 của Donald Trump về tài liệu mật. CNN đã độc quyền có được bản ghi âm cuộc họp năm 2021 tại Bedminster, New Jersey, nơi Tổng thống Donald Trump thảo luận về việc nắm giữ các tài liệu bí mật mà ông không giải mật. Đoạn ghi âm lần đầu tiên được phát sóng trên Anderson Cooper 360 của CNN, bao gồm các chi tiết mới từ cuộc trò chuyện là bằng chứng quan trọng trong bản cáo trạng của cố vấn đặc biệt Jack Smith đối với Trump về việc xử lý sai thông tin mật, bao gồm cả khoảnh khắc mà Trump dường như chỉ ra anh đang giữ một tài liệu bí mật của ngũ giác đài về kế hoạch tấn công Iran. Trump nói trong bản ghi âm rằng đây là những giấy tờ trong khi ông đang thảo luận về các kế hoạch tấn công của ngũ giác đài. Đây được là một câu trích dẫn không có trong bản cáo trạng. Trợ lý của ông Trump là Ward Nauta bị buộc tội. Ward Nauta, một phụ tá bị buộc tội cùng với cựu tổng thống Donald Trump vì các cáo buộc xử sai lý trong các tài liệu mật của tòa Bạch Ốc, dự kiến sẽ không nhận tội đối với một số cáo buộc tại tòa án liên bang Miami vào sáng hôm thứ Ba. Nauta phải đối mặt với 6 tội danh bao gồm một số tội danh liên quan đến cản trở và che giấu xuất phát từ hành vi cáo buộc. Mặc dù đã ra tòa lần đầu tiên cùng với Trump vào đầu tháng này, nhưng Nauta vẫn chưa đưa ra lời bào chữa nào chính thức vì anh không có luật sư địa phương tại thời điểm diễn ra phiên điều tra. Trump đã không nhận tội đối với 37 cáo buộc hình sự vì bị cáo buộc lưu giữ các tài liệu mật và âm mưu che giấu những tài liệu đó với chính phủ và luật sư của chính ông. Cái nóng chết người tại Texas hiện đang lan rộng. Các khu vực của Texas đã nóng hơn trong 2 tuần và đang đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục của bang. Và hiện tại, nhiệt độ có thể còn nóng hơn nữa và lan sang các khu vực khác trên khắp miền Nam. Hơn 90 đợt nhiệt độ cao kỷ lục có thể bị phá vỡ trong tuần, từ Texas đến Missouri cho tới Florida từ thứ Tư tới thứ Sáu. Nhiệt độ có thể lên tới 100 độ trong suốt cả tuần tại nhiều thành phố trên khắp miền Nam và làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của đợt nắng nóng này. Làng Rio Grande đạt 119 độ vào thứ Sáu và dự báo sẽ đạt mức đó một lần nữa vào thứ Ba. Được biết đã có hơn 10 mức cao kỷ lục trong mọi thời đại bị phá vỡ cho tới nay trong tháng này.